Nhiều dân cử và lãnh đạo tôn giáo vùng Lê Đồ Sài Gòn vừa tổ chức một buổi tập hợp tại công viên Community Center Park ở Garden Grove chiều thứ Tư 17 tháng 3 để phản đối tình trạng ngày càng có nhiều sự kiện mang tính thù ghét người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Đặc biệt, cuộc tập hợp này cũng là buổi tưởng niệm nạn nhân vụ nổ súng ở Atlanta, tiểu bang Georgia, khi thanh niên da trắng 21 tuổi tên là Robert Aaron Long, cư dân tiểu bang này, bắn chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Bà Kim Bernice Nguyễn, nghị viên đại học 6, là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove và là một trong hai người tổ chức buổi tập hợp, bày tỏ: "Ở Lê Đồ Sài Gòn, chúng ta có thể đến những nơi có cộng đồng của chúng ta. Nhưng ở nơi khác, phụ nữ gốc châu Á và Thái Bình Dương không có sự lựa chọn này. Đối với tôi là đây, tôi rất là giận dữ. Không phải là buồn nữa mà là sự giận dữ. Trong suốt thời gian qua, những cuộc kỳ thị người Á Châu đã quá, đã đi tới nơi mà kêu là không thể tưởng tượng được. Trong tập chúng ta cần phải làm, đó là những hành vi, những lời nói gây đến kỳ thị, hate crime á, thì cộng đồng chúng ta, các cư dân phải cần lên tiếng, phải cần gọi cho chính quyền địa phương để mà chính quyền địa phương biết và hành động thiết thực hơn. Giống như là thí dụ như có cộng đồng chúng ta, tại vì văn hóa của chúng ta đó là hài hòa, đúng không? Cho nên ít người nào báo lên trên chính quyền sở tại. Nhưng mà đây là thời điểm mà tất cả chúng ta cần phải báo để mà chính quyền sở tại tại địa phương cũng giống như cảnh sát có thể can thiệp một cách hữu hiệu hơn. Và khi mà chúng ta có con số đây ra thì chúng ta sẽ có những tài trợ thiết thực hơn về bảo đảm an toàn cho người dân ở trong cộng đồng của chúng ta. We have to identify, we have to help to arrest and bring these criminal power to justice. Tất cả giới chức có mặt đều cực lực phản đối nạn kỳ thị người gốc châu Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là vụ thảm sát ở Atlanta. Họ đồng lòng phản đối chuyện phải sống trong lo âu, sợ hãi vì những hành động thù ghét. Người tham dự mở đèn trong điện thoại di động với dòng chữ Stop Asian Hate và cùng nhau đưa lên như những ngọn nến tưởng niệm nạn nhân ở Atlanta. Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải đến buổi họp đêm nay để thấy sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách phải lắng nghe chúng tôi. Tiếng nói của chúng tôi phải được thể hiện rõ. Đó là điều mà chúng ta có thể làm trong thời điểm hiện tại. Bạo động súng là một điều xảy ra thường xuyên ở xã hội Mỹ. Chúng ta cần phải có luật pháp, cần phải có một dự luật để ngăn chặn điều này. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, có thể xảy ra với mẹ tôi, với chị em tôi. Chúng tôi tới hôm nay để hỗ trợ cộng đồng chúng ta, đặc biệt là các phụ nữ trong cộng đồng chúng ta đã đồng hành với nhau, nhất quyết đồng hành với nhau để đứng lên, để lên tiếng, để chống lại cho những cái sự bạo động và những cái sự áp lực đối với người Á Châu nói chung và nói riêng là cho các phụ nữ. Khi nghe tin ngày hôm qua 8 người Việt, 8 người người châu Á bị thảm sát, đó là một sự đau lòng. Không có thể bên xứ Mỹ này chấp nhận cái sự kỳ thị và cái sự nghĩa là quá đáng, cái sự nghĩa là bất công, cái sự nghĩa là không công bằng. Nghĩa là mình đã nói là tránh những cái sự kỳ thị từ xưa tới giờ, từ ngàn năm rồi. Đàn áp tôn giáo cũng có, mà kỳ thị cũng có, mà không thể tiếp tục bên xứ Mỹ như thế này. Và báo Người Việt hãy nói lên tiếng nói, hôm nay là cái ngày họp mặt để mà lên tiếng nói, chống lại những cái sự kỳ thị, chống lại những cái sự đàn áp, để bình đẳng trên cái xứ Mỹ này. Không có người xấu, chỉ sợ người tốt không dám lên tiếng. Tại vì mình không có muốn là đi đâu cũng sợ hết. Đi ra ngoài đi bộ, những người bố mẹ của mình ra đường cũng không có đi một mình được. Mà ngay cả đi phụ nữ Việt Nam cũng phải sợ nữa hả? Thành ra mình không có muốn những cái chuyện này xảy ra nữa. Mình phải tập hợp lại ngày hôm nay những người phụ nữ chung với nhau để mà mình có những cái tiếng nói, để mà mình nói là không có thể nào xảy ra tiếp tục nữa. Mình phải ngừng ngay lập tức và mình phải lên tiếng và họp lại với nhau để mà mình cùng nhau làm sao mà để mình chống lại những cái chuyện này xảy ra.
và làm sao mà mình có thể là có những cái đời sống để mà yên ổn trong tương lai. Buổi họp mặt diễn ra lúc 6 giờ và kết thúc lúc 7 giờ 30 tối. Không chỉ riêng các giới chức mà cư dân quanh vùng Lê Đồ Sài Gòn còn chia sẻ những câu chuyện kỳ thị mà họ gặp phải, cũng như bày tỏ thông điệp đồng lòng đứng lên để cộng đồng gốc châu Á nói chung và người Việt nói riêng có tiếng nói vững mạnh hơn.